Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh Tuấn, hôm nay thì mình đã đến đây để thăm huynh và cũng nhờ huynh chia sẻ một ít cái công việc về vấn đề đạo đức của sư huynh. Tu hành thì nhờ có những cái đàn huynh đi trước, tại vì thường là gặp những cái hoàn cảnh cũng như cái người tu, hình như là trong cái năm nay vừa người tu cho đến cái người về tâm linh cho đến người đời hầu như là rất là đau khổ và cảnh nó nhiều hơn cái sư huynh. Theo huynh cảm thấy vậy phải không sư huynh? Nó là đúng. Dạ. Cho nên mình có thể nhờ huynh chia sẻ một cái phương pháp nào để cho cái cuộc đời tu của mình á nó có thể mình giảm bớt đi cái cảnh đó sư huynh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô. Trên cái trường hợp tu mà cho đến những người đời cũng vậy, thời buổi này là coi như là giống như là đất khi mà nó đã muốn sụp rồi đó, thì nó làm nhiều cái hiện tượng lắm. Yeah. Con người sau cùng của một cái vỏ tuồng, giống như là một cái cây khi mà nó đã giao quả. Trước khi giao quả thì nó cũng phải là dơ dớt những cái lá, rồi nó phải đổ lá rồi nó cho nó bông, thì nó phải điêu tàn qua một lúc, rồi bắt đầu là nó phải trả lại cái thời gian của nó, là bắt đầu là hoa đẹp trên cành, rồi bắt đầu nó trả là trái, ban đầu thì bắt đầu chua, rồi tới cái ngày mà nó già rồi nó sai quả rồi thì bắt đầu nó quằn quại trên cái cây. Khi mà nó quằn quại thì bắt đầu là nhiều người dòm ngó, nó quằn quại nó tỏ cái hương thơm của cái trái ngon ngọt bổ dưỡng, thì tất cả mọi người đều nhìn lên và thèm, người hung cũng thèm, người thiện cũng thèm. Yeah. Đó. Người tham cũng thèm, mà người không tham cũng thèm, là vì cái quả của nó bổ dưỡng thơm ngon. Cũng đều muốn hái cái quả đó, cũng đều muốn hái, cũng muốn chiếm đoạt, cũng có tiền để mua cái quả đó. Yeah. Bằng nhiều cái ý hình thức nó khác nhau. Yeah. Thì cái vỏ tuồng mà nó sắp cuối á, người tu thì họ phải lãnh những cái nạn nghiệp nhiều. Tại sao họ lãnh cái nạn nghiệp nhiều vậy? Thầy nó muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ, đúng không? Ở đây là mình muốn chạy một cái xe đời mới mà kia có chừng 500-700 triệu đó, lên tỷ đó, mà mình thiếu người ta tùm lum hết. Mình mua về chắc mình không có lên chạy được đâu. Hoặc là mình muốn cắt một cái căn nhà biệt thự gì đó, gần cả tỷ lấy lên, mà mình thiếu người 100-200 triệu, vài chục triệu, thiếu quá nhiều đi thì mình dựng lên cũng không được. Người ta lại người ta đòi mình dữ, ta đòi ta chửi mình dữ lắm, mà nếu như mà mình muốn cắt lên thì mình phải hoàn tất cái chuyện nợ nần đối với người ta. Yeah. Đó. Mình hoàn tất rồi á thì mình mới mua được chiếc xe mà mình chạy nó yên ổn, ai cũng khen, đúng không? Còn mình muốn chạy chiếc xe mà xe tốt, mình vừa chạy lên ta nó tràn hơn nợ nghe một đống, người ta chửi tối ngày mà còn bày đặt mua xe tốt, đúng không? Rồi nợ nghe ngập hết trơn mà bày đặt xây cái nhà cho mấy tỷ, hồi người ta lại người ta lột lưng rồi người ta lấy cái nhà luôn, không đủ trả nữa. Thì ở đây ý tôi muốn nói, con người của mình đã mua một cái vé hành trình để rời khỏi quê hương của mình, lìa xa cái xứ sở này, để sống một cái chỗ thật là cao quý, thật là đẹp, để đua với mọi người, cũng như giờ ra từ quê hương nghèo khổ mà muốn đi ra Sài Gòn đó, để làm ăn lớn, không phải, để tạo tác, không phải, để xây dựng một cái gì
nó thật là lớn không ấy, thì ít ra người ta cũng phải là đòi nợ mình cho sạch hết, và mình phải hoàn tất mình mới được đi. Còn mình đi đó, bây giờ mình đi giá tú của ngoại hay đâu đi nữa, mà nợ của mình minh mông thiếu quá nhiều, mình đi tới đâu người ta cũng tới, người ta đòi nợ mình cho sạch hết, và mình phải hoàn tất mình mới được đi. Còn mình đi đó, bây giờ mình đi gia tú của ngoại hay đâu đi nữa, mà nợ của mình minh mông thiếu quá nhiều, mình đi tới đâu người ta cũng tới, người ta đòi đâu, đi không được đâu, mà đi cũng không được đâu, di chuyển cái bàn chân này khó lắm chứ mà nợ nó buộc rồi. Đó là mình cố gắng, mình cố gắng là mình tu ở đây, là mình đã là bắt đầu mình muốn lìa khỏi cái quê hương cũ này mà đến một cái quê hương tuyệt vời hơn, đó là quê hương của thế giới cực lạc. Thì cái thế giới này thật là tinh diệu, thật là trong sạch, đâu có cho mình còn dính dơ bẩn đầy đủ ái ố sân si đi qua bển. Nếu mình còn đầy đủ những cái nghiệp trần gian ái ố thiếu nợ người ta dày đẩy mà mình muốn đi thì cũng không có được, mà đi về bển chắc người ta cũng không cho, nó còn tham qua bển cũng dành qua sen với người ta, ta chịu đâu có nổi, thấy không? Của mình có vai lớn mà qua bển đội qua sen bự, rồi đội qua sen bự rồi nhìn ngó các cấp trên khác nữa, đội nhà to của người ta nữa, thành ra qua bển chắc cũng không ai chịu nổi. Nếu mà qua bển mà được dễ thì Đức Phật Đức Thầy của mình đó đi xuống đây dùng cái quyền diệu gì đó cho mình đi về bển hết rồi, đâu có dạy đạo cho mình chi đó. Thành ra là Đức Thầy kêu mình đó dạy cho mình cái cách để trừ nợ mà lên một cái hoa sen an ổn, bằng năng lực, bằng trí tuệ của mình, bằng hành động và bằng sức mạnh của mình. À, cái đó người ta về bển người ta mới khen, còn mình mà lèo lòn lòn mà lỡ về bển người ta gặp người ta ở bển người ta biết hết trơn à, ta nhìn ta nói ta biết mình, người ta nói tèn ơi ở đâu mà ái ố tùm lum, mà đường nào mà trốn về đây được, đuổi kiếm đường đuổi chứ không cho ở. À, người ta biết ở đây thế nào cũng làm liên lụy người ta, dùng hai ghe như mưa bão qua bên Tây Phương chắc cũng làm bão với mưa không chứ không gì hết trơn. Thành ra mình phải là làm sao cho làm cho yên nhà lỡ nước, yên mình lỡ người, làm cho sóng gió phải lặng lẽ hết trơn. Thầy nói là đừng gây chinh chiến ù ầm để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên đó. Mình luôn luôn phải gây hạnh phúc, mà hàng ngày còn sân si mà nói tôi nữa tôi về Tây Phương á, e là mình coi chừng mình lọt về Tây Ninh hết chứ không tới Tây Phương đâu, tại cái vốn của Tây Phương là đầy đủ hết á. Ừ, đó, cái vốn Tây Phương là đầy đủ tiện nghi, đầy đủ thủ tục, ý nghĩa một chút xíu sơ sót cũng không được về đâu. Thành ra mình thời buổi này là đã đến lúc rồi, đã đến lúc phải trả nợ, phải trả mà kêu bằng trả dòng không đó, chứ không phải trả thường đâu. Ừ, đó thì cái cây mà trái mà nó chín rồi đó, nó mùi hương nó lan tỏa, không phải là người thiện người ác nhìn đâu, mà những con chim con dơi rồi bữa nay nó cũng bu là đầy, nó nói nó bu là đầy đặng mà nó chia với nhau. Ừ, thì con người của mình tu cho đến giai đoạn là nó gần kết thúc rồi, là cái quả của mình là coi như là cũng sắp sở hưởng rồi đó, nó sắp chín mùi rồi. Thành ra là nó nhiều lắm, nó nhiều đi lạ đó. Nó hỏi sao đưa cho tôi không, người kia hỏi đưa cho tôi không, tức là bây giờ tôi thấy ông hiền, ông cho tôi quẹo ông cái coi. Tôi thấy ông hổm già ông cũng bố thí đó, thôi ông cho tôi mớ coi, rồi hoạch hoạch tốt vậy đó. Nó làm cho mình thằng ơi sao tôi hiền gì mà tôi bị hoài à, con nai hiền ta mới khều chứ con sư tử người ta trốn mất tiêu. Cho nên là cái người tu nó nạn dồn dập đó. Người tu cũng như cái quả chín nó hương thơm, mà giai đoạn sau là giai đoạn của quan trọng nhất. Cái dở tuồng nó hay dở giai đoạn sau, nó quyết định. Thì ở trên cái nhân quả,
của con người của mình tu là mình phải nhận lấy cái phần nhân quả. Nhận lấy rồi á, thì cũng những sự đớn đau cũng cam tâm mà chịu, nhẫn nhục mà chịu. Đừng bao giờ thở than. Phải chịu cho nó quen, cho nó giỏi vậy đó. Chịu những cái khổ nhọc, chịu từng lời cay đắng. Mình có 6 căn nè. Mình có 6 căn, có thân thể này là nó phải chịu đầy đủ hết. Nó chịu bầm dập những sự thử thách. 6 căn này nó phải, nó thường lắng nghe những muốn, lắng nghe những gì im, những gì hạnh phúc, những gì đẹp nhất cho mình không à. Nó muốn nghe và nó muốn thấy, nó muốn nhìn nhận. Nhưng mà những người chủ nợ nghiệp chướng của mình, họ không bao giờ nói rằng ban cho mình những điều đó đâu. Họ thích mình chịu bầm dập khổ não than thở chừng nào, họ càng khoái chừng nấy nữa. Họ nói đó, thấy chưa, chết với tôi liền, thua tôi liền. Mà mình thua chừng nào họ càng khoái, mà thua mà chưa chết họ còn chưa chịu nữa đó, họ còn nghiến răng kẹo kẹo đó nha. Thành ra là mình dán nhẫn, nhẫn hoài, nhẫn cho nó thành công. Chữ nhẫn là chữ tương vàng, nếu ai biết nhẫn thì rộng đàn dễ đi. Mình nhẫn mà chịu an phận số phận, rồi giả giờ nhẫn để mà nó đi qua được nhiều ải đó. Còn giả giờ mà nó khôn lanh để tranh đấu là e rằng ải đầu mình qua không khỏi vậy đó. Mình thì một mà họ tới 10 lắm. Thời buổi càng kết thúc nó càng siết, nó càng siết. Đã cây đã trái nó càng chín mà còn thêm nhiều cơn bão nữa, tới ập rụng hết luôn. Đó. Nào là chuyện trời, chuyện đất, chuyện người, chuyện chiến tranh, chuyện lũ lụt, chuyện động đất, chuyện đủ thứ hết. Rồi chuyện bệnh hoạn. Thành ra mình dán mà trả cho rồi cái những cái nghiệp chướng mà mình đã tạo ra vào nhiều tiền kiếp và trong hiện kiếp. Mình gây chia rẽ cuộc đời của người ta, kiếp vừa qua mình không thấy. Vì sao vậy? Vì con người của mình chảy qua mang lấy cái xác thân này, nó vô minh tâm tối, nó đâu thấy những chuyện vừa qua. Nhưng mà hôm nay đó, có cái đài nguyệt kiến đó, cho mình biết trước, thấy trước. Cái đài nguyệt kiến đó là gì quý vị biết không? Cái cuốn sách giảng đó. Quý vị nhìn vào sẽ cho quý vị thấy biết cho nhiều tiền kiếp. Đức Thầy nói rủi ốm đau bở tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước vọng từ bi hỷ xã. Đó là hôm nay mình nhận lấy những sự khổ thân, khổ về sự già dò, thì mình phải biết là do cái tiền kiếp của mình tạo cái quả nó không có được lành, tạo cái quả chua lè chua lét hoài à. Rồi giờ lên đồi là ăn cái quả ngọt làm sao mà được, thấy không? Trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Ai biểu hồi nãy trồng ớt mà giờ dòm qua cái vườn cây trái ngọt của người ta, dòm đi ngang vườn sầu riêng lúc nào cũng chách lưỡi. Hồi đó người ta kêu rồi, trồng sầu riêng giống tôi đi mà không chịu, trồng mít giống tôi đi không chịu. Thích trồng ba cái gì đâu mà nó ngộ lạ lùng, cay với đắng không. Bây giờ lên hưởng đắng cay, cay đắng hoài vậy đó. Rồi than chỗ này đó là ông Tứ Thánh ông mới nói mình, như người tu mình hiện nay có thua thì xin chớ thở than nha, sắp cờ ngồi lại năm quan đẩy liền. Còn Đức Thầy chúng ta dạy là chánh tinh tấn, dù thành hay bại cứ một đường tín ngưỡng của mình, dù cho ai phá rối đức tin ta vẫn cứ một đàn đi tới, cứ đi tới hoài. Họ cản đường cứ vẫn cứ phá đường ra mà đi, phá đường ra đi, lặng lẽ âm thầm đi, gai góc cũng dám mà đi, đi cho nó quen.
đi giết rồi người ta sẽ thấy thương mình không có đáp trả lại, người ta thấy thương thôi người ta mở cái đường lớn cho mình đi. À, lúc này là chữ nhẫn thành báo quý hiển giang, khắp ba tánh được câu hòa nhã thành công hoài vậy. Thành ra là chỉ có một con đường giả khờ giả quê giả dốt để mà đi qua cái ải. Thức tỉnh trong cái giờ phút này nó hay biết là chừng nào. Dáng nhẫn nhịn ở trong cái thờ buổi kết thúc của giả tuồng, dáng vượt cho qua. Qua rồi mới biết được mình hay mình giỏi như thế nào. Bây giờ không phải như ngày xưa nữa đâu. Bài vở trả liền liền, thi liền liền luôn. Mà chuyến này thi những vở cuối này thi toàn là những bài thi bự, bài thi đậm, không chứ không phải bài thi thường nữa. Thành ra dán trả bài đi, cỡ dán thức khuya dậy sớm trả bài coi. Tức là nhẫn nhịn ngày đêm chịu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài, đặng cho nó im, cho nó nhẹ lại. Cho nó nhẹ nhàng lại. Ngày đêm học bài hoài đi, học xuyên suốt đi, đừng có ngủ nữa. Cho nó qua cái nghiệp của mình cho nó nhẹ. Mỗi một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đầy đủ là mỗi một ánh đèn sáng vô biên vô tận ở trong nguồn năng lượng của bổn tâm này, nó sẽ phật đi cái bóng tối vô minh này. Nghìn đời của mình trải qua thật là vô biên hy hữu lắm. Thành ra là dáng mà đập vào nó Nam Mô A Di Đà Phật, rung chuông mãi. Rung cái này hay lắm. Rung hoài như vậy đi, rung triền miên ngày đêm rung rồi bắt đầu là cảm thấy lưu liên như vậy, thì bắt đầu là cái nguồn an lạc của hạnh phúc nó hiện ra, nghiệp chướng quan gia dần dần nó rút lui, nó bớt lại. Tại vì họ cũng được an lạc, mình an lạc là họ cũng được an lạc. Biết chỗ nương về Như Lai là biết chỗ nằm về chỗ chân thật của quý báu, thì họ cũng hưởng ít nhiều một phần nào. Thành ra chỗ này nó hay hơn những lời hay tiếng kệ bên ngoài mà chúng ta nói. Chúng ta phải nhập thẳng vào tự tánh của mình chỗ đó đó. Cho nên Đức Thầy nói rồi, dung chuông lành bằng muôn cái tiếng kệ. Chuông cái chuông này mới ghê gớm nè. Nghe một cái là rền vang cả mười phương luôn. Hạnh phúc hết tất cả muôn loài vạn vật. Mắt phàm không thấy, tai phàm không nghe. Nhưng mà rung lên một cái là chuyển động. Nhiều tầng lớp của thế giới màng vô hình đều chuyển động hết. Tại vì vô vi rất là thâm diệu. Thành ra rắn mà nhẫn nhục, rắn mà thành công ở trên con đường mà trả quả của mình, trên cái nghiệp chướng này. Thầy nói là quả dữ trả rồi, nhân thiện đến. Cái nhân thiện này vô cùng hy hữu, vô cùng hạnh phúc. Cái nhân của thiện là cái nhân thường ngày chúng ta làm lành. Làm lành là chúng ta bắt một cái nhịp cầu lành. Chúng ta xây một cái tổ ấm. Nhưng mà họ không đồng ý đâu. Nhưng mà mình dám làm. Đây là một cái nhân thiện. Cái nhân thiện này mình bắt mình làm rồi á, thì mình dùng thân thể hoặc tài của vật chất gì đó, mình làm, đó là mình gây một cái điều hạnh phúc. Gây điều hạnh phúc. Nhưng mà thì tôi có nói qua những cái bài thi đó, ráng mà thi đua với nhau trên con đường hạnh phúc, thi đua với nhau trên con đường lành mạnh. Ai cũng giành thi, nhiều người, nhiều vị phát khởi lòng Bồ Tát để giành thi với nhau. Nhưng trên con đường rất là gian nan. Thì cái chỗ mà mình dán mình làm vượt qua rồi, rồi làm hạnh phúc cho cái bản tâm, nhớ về chánh niệm, nhớ về tạo tác cái sự ở vô vi ở chính mình. Đó. Bắt cái nhân hạnh phúc trở về chính mình. Dán vượt qua nó tinh tế lắm. Vượt qua
vượt vô rồi á thì bắt đầu là quả dữ trả rồi nhân thiện đến. Cái ác nghiệp nó lẹ như tên vậy đó. Nó lẹ rất là tốc độ. Thì thiện nghiệp của mình làm sao cũng phải là vượt cho phải thật là mau lẹ hơn. Để tao không kịp với mũi tên này nó bắn chết mình. Cái ác nghiệp luôn luôn giàu. Trước giàu sao không cho mình đi dễ dàng. Mà thiện nghiệp thì luôn luôn là mở rộng con đường hoài. Mở rộng hoài. Luôn luôn mở rộng. Luôn luôn làm những cái đường qua cho thật là tốt, cho đẹp hoài. Bằng câu là thôi đi mặc kệ đi. Để mình dễ đi. Có những khi đang tu hành, đang ăn chay, đang phát nguyện làm lành, đang cầu cho mình sống lặng gió êm đó mà mình tu. Nhưng rồi á, chuyện của cuộc đời á, thì nó cũng đã êm. Nhưng rồi gặp chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện con, chuyện chồm sớm. Đủ nhiều cái lớp giàu bí ngăn lối của chúng ta, không cho chúng ta về quê xưa cảnh cũ. Rồi bây giờ lại có người đó là mang nhiều chứng bệnh trầm trọng, bệnh suốt cuộc đời tu mà nó không được khỏe, cứ sanh sao bệnh này bệnh kia hoài, làm cho khó công phu, khó có làm được những việc thiện. Nhưng mà ráng nỗ lực, hiểu được rồi á, thì hoàn cảnh nào cũng làm được, dùng được đức Phật cũng làm lợi ích cho chúng sanh. Còn không hiểu được rồi mạnh như voi cũng không có làm gì cho chúng sanh được. Không hiểu được rồi vàng bạc bao nhiêu cũng không làm gì được cho chúng sanh. Không hiểu được rồi á, thì dù cho dư giả cho đến là vàng bạc chắc lên tới trời bây giờ cũng làm khổ cho chúng sanh. Còn hiểu được rồi á, một chút xíu cũng làm lợi lạc. Mà không có chút nào cũng làm lợi lạc nữa. Nó còn lại một cái chí lợi lạc. Cái chí này là gọi là quang minh tệ, là coi như là làm an ổn thế gian. Là thần thông của trí tệ. Ngồi một chỗ nhưng mà nó thường sanh thanh tịnh Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ lợi lạc đấy. Còn mình không hiểu, mình thấy mình cao siêu, mình thấy mình giỏi, mình thấy mình hơn người hoài, mình cứ hài. Mình cứ tính cái chí này để mà làm đảo lộn cuộc đời. Và ngay chỗ đó mình là tời thiên đại thánh, náo loạn thiên cung hoài. Làm cho cả trên trời ta yên tĩnh, ta cũng không yên. Do đó mà chúng ta đó có bệnh, có đau thì chúng ta cũng ráng nhẫn nhịn. Vì mình đang trả quả mà. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến câu nhân quả của Phật dạy. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện. Ở trong cái lực nhân quả này nó dài. Nó nhiều tình tiết. Ngày hôm nay chúng ta làm nhiều chuyện nó trục trặc, nó khó khăn. Bệnh đau, xấu xí, tật nguyền cũng do chúng ta thường hay gây những cái ác nghiệp. Thường hay nhiều tiền kiếp cũng không tin vào cái chuyện nhân quả này. Thay vì con người ta đang mạnh, mình ỷ những tiền kiếp mình mạnh, mình hơn người. Rồi mình lỡ mình đánh đập cho người ta tơi bời hết trơn. Rồi có khi mình bẻ chân, bẻ giò. Đừng nói ai, nói về tôi đây nè, chứ nói ai. Hồi lúc mà còn chưa có tu đó, nó nghèo khổ đi vô đồng xịt cá, xịt bắt được mấy con ếch, bẻ giò. Cho người ta đừng có nhảy, đừng mà vào chết mấy con cá. Cũng do một câu là nó... vì mình lợi mình không à.
Rồi rồi bây giờ hiện tại luôn, mình lúc đó bẻ thì tôi cũng biết xui, tôi sẽ nhận cái nhân quả chứ không phải không. Nhưng mà vì nếu không bẻ do nó thì tôi cũng không có gạo tôi ăn luôn, thành ra bẻ bẻ mà thấy đau thương lắm. Rồi biết nhận rồi, thời gian đó tôi chạy xe tôi té, tôi cũng gãy tan cái giò công vòng luôn. Nhưng mà tôi cười hoài, tôi niệm Phật tôi cười hoài, tôi nói may quá bẻ hai giò của người ta nhiều quá nhiều rồi, mà giờ lấy là con cái một may quá, đúng không? Mình phải mỉm cười lại chứ mình đừng có chửi mắng, mình đừng có than thở đi thầy đi hoài vậy, coi mất công quá. Mà mình coi là cái cuộc đời của mình nó làm gì thôi, thầy của mình là chính là cái trí tuệ nhận lại, nhận định là cái cuộc đời của mình đi. Và thầy của mình đó là chỉ trong cái giáo lý này. Sống ở trong tin tưởng vào Phật pháp đó. Đây là ông đại thầy, ông coi cho mình đó. Ông kêu mình cứ làm lành, cứ nói lành, cứ gieo những cái hạnh phúc lành thì khỏi cần thầy, khỏi cần bà nữa chứ. Mình xây một cái nhà kiên cố rồi, nó thật sự rồi thì dù cho mưa bão cỡ nào mình cũng mắc cười hết, không bao giờ làm lung lay. Ai bảo buông lung chi xây cái mái nhà nó sụp sệ, gió hơi cũng siêu, mưa lớn cũng giọt. Đó là thường ngày cuộc đời của mình có tu. Nhưng mà tu thì cũng tu cầm chừng thôi, tu sập sệ đó, tôi nói là tu sập sệ đó. Làm lành thì cũng không ra lành, mà công phu cho giỏi thì cũng không ra giỏi. Nhiều khi hỏi thì cho sâu, nhưng mà câu mâu thì tới 10 lần đang làm hạ người ta xuống. Chứ không phải là cái giỏi. Thành ra nó sập sệ thì căn nhà này cũng phải sập sệ thôi. Tu hoài hỏi sao tôi tu hoài mà sao nhìn lại sao tôi không có giá trị gì hết trơn á. Đó, cái giá trị này cũng mình phải nhìn lại. Mình lấy cái tuệ giác của mình nhìn lại coi chính mình, khỏi cần hỏi. Khỏi cần hỏi ai chứ. Tự mình trồng một cái cây mát mẻ trước sân nhà mình thì dù có nắng đi nữa thì mình tự nhiên mình hứng chịu mát mẻ, mình biết, mình nhìn là coi trước kia mình đã tính rồi, mình biết rồi, mình trồng đấy với ai nữa. Đó. Thành ra kinh Pháp Cú Phật mới nói là bằng ai muốn biết nhân xưa đó, xét xem hoàn cảnh bây giờ hiểu ngay. Rồi muốn biết cái quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Nói cho nhiều tiền kiếp chứ mình nhìn nhận trong hiện tại đi. Dù nhiều tiền kiếp mình có làm gì nữa mà hiện tại mình biết một cái là trí tuệ này nó bao dung cho mình hết. Sẵn sàng trả nợ trong một lúc mà hết. Dù thiếu bao nhiêu cũng được. Còn không hiểu ha. Nợ một, nợ hai, nợ dai hoài luôn. Càng ngày càng lớn. Do đó mà chúng ta tu rồi, thời buổi này tôi cảm thấy là nhiều huynh đệ, nhiều đồng đạo than quá khứ bị dồn dập, chịu với hết nổi luôn. Tôi nói quý vị đừng có than, quý vị bị dồn dập thì tôi cũng tan nát à. Nhưng mà tôi cũng gắng chịu, tôi cũng không hay không tài gì hơn đâu. Nhưng mà thấy nhắm không lạ thì thôi, né né một chút đi. Mình chậm hơn tên thì né cái người bắn tên chút đi. Chứ ở đó nó bắn mũi đầu thôi chết rồi, chứ không tới mũi thứ hai, thứ ba đâu. Có nghĩa là những cái nhân mà người mà mình biết họ sân si, họ chống đối, họ sẵn sàng hơn thua đó, thì thôi mình cứ hòa nhã. Còn nhìn mình thấy hòa nhã mà thấy không thắng nữa, thôi
mình cũng tìm một cái chỗ lành, chỗ tốt hơn nữa. Bởi vì những cái chỗ mà con đường nó tốt rồi á, thì chiếc xe mình chạy mới được an toàn, mới mau tới. Còn nó gập ghềnh, nó trong trên rồi, mình chạy chưa tới đâu sức bánh hết trơn, hư, vỏ hư vụ hết trơn. Do đó mà chúng ta cần phải chịu những sự cay đắng mà thầy nó tu hành nó mới giỏi, là cái chỗ là chúng ta phải nhận. Nhận rồi á, chúng ta cũng phải biết qua cái lý của bát nhã và vô thường. Những kẻ gieo quan trái cho mình là ai? Họ cũng không phải thật. Và nhận là chính mình, hồi nãy chuyện đó nó cũng đã qua. Đấy là tự bài pháp, lá bùa trắng làm cho mình an tâm ngay lập tức, tự nhiên mình vui rồi. Thành ra mình tự trấn an cho mình bằng cái chí bát nhã, bằng lý cao sâu huyền diệu, quán pháp tự tại, quán âm tự tại vào trong lòng của mình. Đó. Thấy người kia cũng là không thật, họ chửi mình còn tha thiết thương họ hơn. Họ nói mình, họ giật mình cũng có cảm giác nghĩ rằng cũng đáng tội nghiệp cho họ. Bởi vì họ còn mê si quá, họ mới làm vậy. Chứ khi mà họ hết mê, họ giác ngộ rồi, mình kêu họ làm, họ cũng không có làm đâu. Thành ra ngay chỗ này mình nhận định là cái chí cho nó nhanh lẹ hơn. Thôi, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn đi. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Đây, hiểu được mấy cái ý này rồi, chỗ cái đài nguyệt kiến mà hiện ra như vậy rồi, quý vị như là uống một cái ly nước cam, nó ngọt, nó bổ vô cùng luôn. Còn mà không hiểu được, chúng ta sống với những cái người thiện gần bên ta, chúng ta cũng cảm thấy là nó không vừa ý, thấy gai gắt. Tại vì lúc nào cũng không hiểu, cũng muốn làm tời thiên đại thánh không à. Thấy ai cũng phải giữ mình hoài à. Giờ lúc nào cũng cầm côn lo đánh ta hoài à. Mà không đánh là chính mình. Thành ra lúc nào chúng ta cũng dán duy trì cái bổn tâm này, quán pháp là tự tại, quán về bát nhã, thấy các pháp đều là chân không, họ cũng không, thân xác này cũng không, thân xác này không, nó đành rồi. Quý vị quán đến chỗ là đến chỗ thành tựu nổ hoàn toàn tất cả, đến bản tâm này còn chân không thì hòa nhập với cái hư không bản thể rồi, thì tất cả họ và ta cũng đều là không. Chỗ này tôi chỉ lướt sơ thôi, chứ chỗ này là chỗ nó cũng không nên đem nhiều. Bởi vì bài tôi nói thì thường thường cho những nhiều hạn, thành ra không thể nói một cái chỗ là nó chân không hoàn toàn đi vào chỗ đó. E những người mà hai căn cơ đó, một và hai đó, họ không hiểu, họ chế giới con tu nghiệp cho họ. Cho nên vừa qua hậu có hai cái người bạn mà ở Nhật đó đi về đây, họ hỏi vào chỗ chân không của bát nhã. Cô gái này rất đặc biệt, từ trước giờ chỉ có cô này hỏi trong một vài câu thôi mà bằng người ta hỏi mấy ngày đầy đủ hết. Cô này có cái lực lớn, cổ đến đây là cổ nhận được một cái điều mùi vị, hương vị ở đây cổ khác hơn mọi người. Những câu cổ hỏi thì
sẽ có lúc nào huynh giải ra cho mọi người biết hết. Hồi trước rồi đó. Hỏi Tân Khoan. Giải Tân Khoan chỉ có mấy câu thôi chứ không nhiều, rồi ra về, về. Câu thứ nhất thì cô hỏi huynh đó là sư huynh có về đến nhà chưa? Huynh gật đầu về đến rồi. Thì cô chắp tay đó, cô cười, cô niệm Phật. Cái điều đặc biệt nữa là cô hỏi thêm. Đức Thầy nói, cái người hỏi Đức Thầy về chuyện bên Thầy đó, Phật Pháp có mấy và đến đâu là cùng. Thầy nói Phật Pháp có một và cũng không cùng. Rồi Thầy đi là hỏi ngồi cái ghế số 6, đặc biệt cô này có cái ý tại sao Thầy ngồi cái ghế số 6. Chỉ có mấy câu thôi, nhưng mà giải ra một câu thì nó rất là dài. Đó, thâm nhập Lý Bát Nhã không? Nhưng mà nói hết chỉ Lý Bát Nhã thì nhiều người ta cũng hoang mang thế giới, thành ra giải từng phần của những cái câu. Do đó mà chúng ta thời buổi này để hỏi về cái chỗ khổ của những người tu này. Phẩm dài huynh cũng thấy trong suốt thời gian họ là hô than huynh tội nghiệp lắm, rất là tội nghiệp. Huynh cũng khuyên thôi ráng ở trong cái màn cuối này thôi ráng đi. Ở đâu? Mọi người ở trên trong bốn phương, trong bốn biển, hiện giờ ai cũng nhận thấy cái chỗ khổ này. Thôi thì cũng ráng vượt qua. Vượt qua để mà để cái vở tuồng nó sắp kết thúc rồi. Thì quý vị biết sao không? Quý vị có muốn làm vai chánh không? Quý vị coi phim coi cải lương rồi đó, đúng không? Muốn làm vai chánh hay muốn làm vai phụ? Tất cả mọi người đều là vai chánh. Mọi người bước lên con đường làm Phật làm tiên là ai cũng muốn là vai chánh. Mà phải là vai chánh thì phải là sao? Phải là con người đó hiền. Người ta nói hiền như ông tiên ông thánh vậy đó, đúng không? Người ta nói nạn tiên mắt đỏ, câu tiên mắt đỏ đó. Thì tất cả mọi người ở đến đây thì đều là bị đọa đài. Đọa đài và trở lại cái cõi thế gian này là cái cõi ta bà, mà Đức Thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Lắm khổ không có đường tả nữa. Thì quý vị trở lại đây là trở lại với cái sự là chấp nhận khổ. Chấp nhận khổ thì phải nhận khổ liên miên. Mưa khổ, nắng khổ, lạnh khổ, đói khổ, đau khổ, xa người thân khổ, được người thân cũng khổ. Xa người thân thì khổ, mà tới chừng được cái cũng khổ hơn. Trông cho họ xa, mà tới chừng họ xa, trông cho họ gần, mà gần xa gì cũng khổ hết, bởi vì ái là khổ à. Mà tao bà này nó lọt vào cái gì thấy cũng khổ, quay qua cũng thấy khổ, quay là cũng thấy khổ, dòm sau cũng khổ, mà dòm trước cũng khổ. Vì sao? Thành ra quý vị muốn mình đóng một cái dây chánh đó, làm ông tiên ông Phật đó, thì quý vị phải nhận hết cái sự khổ. Mà quý vị nhận hết sự khổ thì quý vị phải nhận những cái sự mà đấu tranh. Thật sanh thì phải có lý thông, thì vở tuồng nó mới nên chứ. Đó. Thành ra là chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải chấp nhận mình là một con người vai chánh, là phải chịu nhiều điều như thế đó. Chúng ta đang diễn một cái tuồng, ai cũng đang diễn tuồng riêng cho mình hết á. Có người sống trong gia tù, vở tuồng của một cái người là cư sĩ đó, thì họ sống ở trong một cái gia đình, họ đang làm một cái vở tuồng của gia đình, họ đóng vai chồng, thì họ phải có cái bổn phận, họ có cái bổn phận với trong gia đình, họ sống là phải là một cái con người làm chủ, làm gương mẫu, thì họ phải chịu
những sự gương mẫu phải cho thật tốt. Vì gương mẫu đây là họ đang sống một cái hoàn cảnh trong gia chánh, nhưng tất cả đều là gia chánh hết. Người vợ cũng là gia chánh, người chồng gia chánh, người vợ gia chánh. Bởi vì âm dương đều phải đồng nhau hết. Người vợ bắt đầu là chịu cái bổn phận của một người làm vợ, làm thê ở trong gia đình, họ phải chịu, chịu nhọc, chịu khổ, chịu ông chồng ổng dài dò. Là một con người tu hiền ăn chay mà gặp ông chồng tối ngày ông xỉn ông sai, gõng hết cô này bà nọ, thì người vợ ở giai đoạn này phải đóng một cái vai chánh kêu bằng là cực kỳ luôn đó, cực kỳ vai chánh luôn. Nhưng mà Đức Thầy nói rồi, trải qua rồi thì việc dở quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bới bồng con dại hát bài khải ca. Trải qua rồi mình mới được Đức Thầy hát bài khải ca bới bồng mình, Thầy mới cưng mình, thấy không? Còn mình muốn đóng vai ác rồi, Thầy không có thèm đâu. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, đâu còn thấy mặt đâu mà thèm. Cái kẻ này những người khác đón, có chia phe hết trơn, phe nào đón phe nào hết trơn rồi. Phe tiên đón phe tiên, phe Phật đón phe Phật. Phe nào có ông dân thù, ông sẵn chỉ xuồng, ông để lâu rồi đó. Phe của mấy ông tiên, ông cũng đã để lâu rồi đó. Biết đưa chúng về nơi non thú tạo lưu bồng, ngõ hội quần tiên đó, nghe không? Còn phe của mấy ông mà răng dài, móng nhọn đó, cũng sẵn sàng lâu hết rồi, cũng sẵn hết rồi, có phe sắp cho hết trơn rồi, đừng có lo. Thành ra mình cố gắng, mình coi mình thuộc gì phe nào đó nha, mình phải biết tầng lớp đó. Thì bây giờ mình đóng cái vai hiền là đóng vai thánh, vai tiên rồi, đúng không? Nhưng mà cái ông đóng vai dữ này thật là nguy hiểm quá. Tôi nói thiệt, quý vị biết rồi đừng nên đóng vai dữ. Chuyến gọi tôi có nói với mấy huynh đệ, nó nói ông đề bà Đạt Đa đó nghe, là ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Đức Phật thọ ký cho thành Phật đó. Tôi nói ông đề bà Đạt Đa mà ông thọ ký cho được thành Phật đó, thì quý vị phải suy cho kỹ, nghĩ cho nó tới nha. Tôi thà là tôi làm một cái người dân trong đời mạt pháp, chứ không bao giờ làm ông một cái người mà coi như là đóng vai Bồ Tát bất nghịch như ông Đề Bà Đạt Đa. Đó. Đóng giả tuồng như Đức Phật dây chánh như vậy đó, bốn biển năm châu người ta quỳ, người ta lại, người ta học hoài, người ta nhắc ngày nhắc đêm nhắc giờ nhắc phút đó. Đóng cái dây chánh vậy nó mới hay, đóng chi cái dây nghịch, có ai đâu mà lại thờ. Quý vị đi hết chùa chiền hết trên thế giới này, có ai lại thờ ông Đề Bà Đạt Đa không? Đừng có đóng cái dây đó, tàn đó, tôi không chịu đâu, đúng không? Quý vị cũng nhớ đừng có chịu đóng cái dây này, nhiều tiền tôi không chịu chứ. Phải đóng cái dây dù cho dây chánh ít tiền hơn tôi cũng khoái nữa. Đừng đóng vai cho người ta mỉm cười, chứ đóng vai làm chi người ta chửi bới hoài. Hồi đó nhà tôi ngang có cái sân khấu đoàn hát thường dài đó, mà cái nhóm nghệ sĩ của Bo Bo Hoàng đó đóng cái tuồng là Lâm Xanh Xuân Nương. Sao bá đóng cái vai người mẹ ác, bà chống cây gậy ở dưới này ha, đắt đá vậy, nó bà đang chống cây gậy ra thì dưới này tuôn chọi lên, bà núp luôn, chống luôn, thấy không? Thành ra đóng cái vai của ông Đề Bà Đạt Đa rất là nguy hiểm, cuối cùng hoài lọt ra đi xuống 18 tầng địa ngục. Thôi thì ai mà thường đóng vai ác để làm khổ những người tu đó, thôi bây giờ sửa cho ai là đi, quyết đóng vai chánh chứ không đóng cái vai phụ nữa, quyết ha. Mọi người đều là vai chánh hết. Rồi á,
Thiện đề Bà Đạt Đa, ngay cái giờ phút này Đức Phật thọ ký cho. Trong cái hàng trời người A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh gì thôi, người ta cũng được thọ ký đầy hết trơn. Còn đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục không được nghe, không được thấy những lời của Phật, không được thấy hàng thánh chúng nữa. Vậy có ý nghĩa gì? Nhưng mà một điều này Đức Phật nói còn cay đắng hơn. Ông Mahakajip à, sau này nếu ông có gặp ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông nói là dùm á. Quý vị nghe cái câu nói là dùm ha, chứ không được trực tiếp Đức Phật. Mà bao giờ gặp á, chứ không nói thời gian luôn á, gặp á thì nói dùm là Đức Phật thọ ký cho ông thành Phật. Thì ông Mahakajip, quý vị biết là ông ở núi Kê Túc mà trải qua Đức Phật Di Lạc ra đời là trải qua đến thờ Thượng Quân là 10.000 năm nữa ngài mới ra đời. Mà ngài ra đời thì đâu có nói là cái chuyện gặp ông Đề Bà Đạt Đa giờ phút nào. Nó nguy hiểm, nó còn dài. Chuyện câu chuyện của cái người đóng cái vai phụ này nó còn dài, dây dưa lắm. Đến khi nào mà gặp ông Ma Ca Diếp chắc ông ngồi ông nhôm chân ông khóc không, tôi nghĩ chắc ông khóc không, mốt còn không dám đóng cái vai này nữa đâu. Đóng cái vai gì đâu mà ở chỗ gì đâu mà nó tăm tối mà đỡ nó đốt, toàn là nghe cái hơi la, hơi hôi, hơi hám, hơi thúi, hơi tanh, hơi khủng khiếp, hơi lửa, hơi dên, hơi than. Đủ thứ cái hơi nghe suốt ngày có nhiêu toàn là đau khổ, nó dồn dập vào không. Còn đóng cái vai thiện bây giờ, vai bé bé, giờ ở thời đó bây giờ vai hàng la sát, đồ này kia, thiên long bát bộ, đồ vai thú rồi, nhưng mà người ta được trực tiếp, người ta nghe Phật luôn á, được thọ ký. Người mà đi nghiêng mình, chắp tay, kính lễ tượng Phật, hoặc làm chùa miếu bằng giả như đứa con nít, cũng được Phật thọ ký hết. Nó an lạc vô cùng. Của một con người sống trong hiện tại mà biết hướng về, tin tưởng về Phật Pháp, biết nương về những người hiền, hiện tại họ cũng hạnh phúc. Còn đóng làm chi những cái dây ác làm cho khiết, biết bao người phải chịu là nguyền rủa đau khổ. Cái nhân mũi nó tắt là gì mà mũi coi coi dưới này cho nhân mũi còn cái phần nhân mũi còn. Do đó mà nhiều người bây giờ họ nghe qua kinh điển rồi họ nói chàng ơi, ông Đề Bà Đạt Đa ông làm ác mà ông được Phật thọ ký. Tôi nhắc lại nhiều người cũng giật mình lắm á, ông thọ ký mà được Phật thọ ký. Ông thấy không, nghe không? Nghe không? Và chừng nào chúng sanh đến đời hạng hơn mà Pháp này còn nghe được thấy Phật Pháp, còn tu để thành Phật trực tiếp nè. Nè, còn chứng đắc tiên thánh trực tiếp. Còn Đề Bà Đạt Đa thì biệt vô ăn tính, ở địa ngục mãi. Do đó mọi người hãy chịu đựng mà đóng những cái vai chánh. Vai chánh thì quý vị biết rồi, khổ nè, nghèo nè, bị chơi, bị nguyền rủa, bị đánh, bị đập, bị tù đày, bị đủ thứ. Những điều sai biệt, làm đúng bao nhiêu cũng cho là sai, làm hay bao nhiêu cũng cho là dở. Làm hiền mà họ còn nói giả hiền. Thành ra chúng ta đóng cái vai chánh đó là chúng ta phải biết trước cái vai này là gì. Ngày xưa tôi còn nhỏ đó, tôi coi cả lương coi phim, tôi thấy tàn thôi, vai chánh quá khổ. Mấy người coi rồi họ khóc nữa, họ nói tao vai chánh gì mà khổ quá khổ. Nhưng mà tôi nó có cái ý của lúc còn nhỏ lắm. Tôi dòm vô tôi nói ủa vậy chánh
tôi thấy dễ ạt đóng mà, đâu có khổ gì, đâu có gì đáng đâu. Tôi sau này tôi quyết sẽ đóng về chánh à, tôi không đóng về phụ đâu. À, tôi không chịu mấy ông gia phụ sống ác kỳ quá, cứ hiếp người ta hoài. Người ta mãi mãi tốt với mấy ổng, mà mấy ổng lại mãi mãi làm khó người ta. Do đó mọi người hãy gắng mà chịu đòn, chịu đau, chịu lòn, chịu cuối để thành công ở trong một cái vai diễn của mình. Có những người họ xấu nhưng mà họ đóng cái dây chánh rất là hay. Họ hiền, họ biết hiếu thảo, họ đóng cái dây chánh hiếu thảo rất là giỏi luôn, ai cũng khen hết. Mà nhìn vào cái hình hài của họ là mình thấy là không có khen, nhưng mà ai nhìn vào cũng nói tràn ơi thiệt là tốt, hiếu thảo với cha mẹ nó lắm, ra đường thì nó lại biết cô bác lắm. À, trọng tình trọng nghĩa với mọi người, không để bích lòng ai. Còn có những người thiệt là đẹp luôn, nhìn vào không chỗ chê, nhưng mà đóng cái vai ác ai gặp đó, cũng ghê hết. Người ta nói thấy vậy đó nha, la sát đó, đụng vô đi biết à đó. Thành ra những người, có những người đóng vai chánh trong cái tuồng hiếu thảo, có những người đóng vai chánh ở trong cái tuồng từ bi, có những người đóng vai chánh ở trong cái tuồng là đầy lòng nhân ái thương người mến vật, có những người đóng vai chánh là dùng lòng thanh tịnh nhẫn nhục, có những người đóng vai chánh đầy lòng nhẫn nhục, đầy lòng từ bi, đầy lòng bác ái, đầy lòng hiếu thảo, đại bi đại ái đại hiếu. Đây là người là thuộc về đại gia chánh luôn đó nha. Thì thành ra là chúng ta đang tu, đang đi về quê xưa, bến cũ của mình. Thì chúng ta di chuyển qua khỏi, thì ở đây chúng ta cần phải là trả hết những cái mối nợ để hoàn thành một cái vở tuồng cho chính mình. Hiện bây giờ nhiều người tôi thấy nước mắt họ, mình đã lòng từ bi rồi mà lại gặp họ than, nước mắt họ rơi, mình thấy chịu có hốt nổi. Nhưng mà họ cũng biết vậy, họ biết nhưng mà họ chịu không nổi. Biết như quyển quá mà lòng cứ mãi đau. Thôi thì mình cũng dán ở trên chiếc thuyền sóng gió mấy cũng dán mà chèo cho nó qua cái bể. Khi qua khỏi sóng gió rồi tới cái bể, bến bờ của an lạc rồi, lúc này mình vui, mình cười hoài, cười mãi luôn, hạnh phúc hoài. Quý vị dán gắng lau dòng nước mắt, gắng trụ trì lấy bổn tâm mình, gắng trụ trì quay hướng về, đem hết nguồn khổ não, đem hết nguồn đắng cay đổ về bổn tâm, đổ về đất thánh địa hết, để cho nó tốt. Muôn điều khổ não rồi đây nó sẽ hết, vở tuồng kết thúc rồi gia chánh cũng sẽ an toàn, được ca ngợi mãi mãi muôn đời. Thì cái đề tài người tu trong cái nhân quả đến đây thì tôi cũng xin hết và chúc cho quý vị đó dán vượt qua bể khổ để thành công trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Vừa qua anh Tuấn cũng vì sự tu học của mình và đã từng tham thiền nhập định, nói chung là đạt được những cảnh giới, đã biết được cái phương pháp hóa giải để chia sẻ đến bà con.
thay lời cho tất cả đồng đạo, mình xin chân thành cảm ơn anh Tuấn và chúc cho sư huynh Tuấn mau đến thành công. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Về đến phía về Cần Thơ.